Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh, tiếp tục với bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Nếu các bạn chưa xem phần thứ nhất, hãy ghé vào kênh hoặc truy cập theo đường dẫn bên dưới phần bình luận để xem nhé. Trong phần trước, Thạch Hạo may mắn lấy được bảo thề của toàn nghề, tuy nhiên trên đường về lại bị đám người của Bái Thôn phục kích. Trong cơn tức giận, Thạch Hạo đã tiễn Bái Phong về với đất mẹ luôn. Các trưởng bối trong thôn cũng kịp thời tiếp ứng giết chết những người còn lại. Hành động này trực tiếp khiến tế linh của Bái Thôn tức giận nên phải ra mặt. Có thể nói rằng, thực lực của lão Bái kia vô cùng lợi hại, lấy một đánh hai vẫn ung dung chiếm thế thượng phong. Thấy tình hình không ổn, Thạch Hạo ngay lập tức lao lên tấn công, đôi bên giao thủ nhẹ vài chiêu. Không ngờ rằng cậu nhóc này lại có thể đánh ngang ngửa với đối phương. Trên thực tế là vậy, nhưng lão ta vô cùng xào hoạt, e rằng vẫn còn hậu chiêu và đúng là như vậy, Thạch Hạo rất nhanh bị đánh bay ra xa. Lúc này hắn cũng ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy, quả thực rất hiếm có. Nếu để trưởng thành thêm nữa thì ắt thành hậu họa. Cho nên ngày hôm nay phải nhổ đi mối nguy này. Thạch Hạo sau khi đỡ được một chiêu của đối phương cũng kiệt sức, cậu cầu xin tế linh giúp đỡ. Dù tế linh của Thạch Thôn không thể rời khỏi thôn như lão Bái, nhưng Liễu Thần dường như vẫn có thể nghe thấy lời thỉnh cầu này. Đúng lúc lão Bái tưởng phần thắng sẽ thuộc về mình thì phía bầu trời xuất hiện dị tượng. Lá của Liễu Thần xuyên không gian mà tới, chỉ với một chiêu đã dễ dàng hạ gục tế linh của Bái Thôn. Tế linh đã chết, Bái Thôn sẽ không dám khiêu khích nữa. Lúc này Liễu Thần cũng mở miệng nói chuyện, đại hoang thiên tai sắp xảy tới, nơi này đã không thể ở lâu thêm nữa. Hy vọng mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ để tránh hậu họa. Về phần Thạch Hạo, cậu ta có một vấn đề muốn hỏi thăm, đó chính là tung tích của cha mẹ mình. Tuy nhiên Liễu Thần sau khi nghe xong lại không có động tĩnh gì. Thôn trưởng thấy vậy liền an ủi, tế linh không muốn nói nhất định là có nỗi khổ tâm. Bọn họ vẫn tại thế, chỉ cần Thạch Hạo sống tốt, trở nên mạnh mẽ thì nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Nghe những lời đó, Thạch Hạo liền quyết tâm. Ngày qua ngày, Thạch Hạo vẫn miệt mài luyện tập. Từ lúc Thái Cổ mới bắt đầu, tổ tiên nhân tộc từ trong bảo cốt của Thái Cổ dị chủng phát hiện ra phù văn. Những phù văn này ẩn chứa sức mạnh đại đạo chân ý. Muốn nắm vững và phát huy hoàn toàn sức mạnh của đại đạo chân ý, nhất định phải đem phù văn dẫn vào thể nội. Dùng tình nguyên bản thân tiến hành rèn luyện nó, để nhục thân hòa vào thiên địa tự nhiên đạt tới cảnh giới hợp nhất. Loại cảnh giới này xưng là bản huyết cảnh. Bản huyết cảnh là bước đầu tiên bước vào con đường tu hành. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Thạch Hạo cũng tu luyện xong, lúc này một chiêu tung ra có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Xong chuyện, thôn trưởng đưa cậu đến một hang động. Ngày hôm nay sẽ tiến hành tẩy lễ, lấy nhục thân của bản huyết cảnh, kết hợp với tòa dược đỉnh do tổ tiên để lại, cùng với đan thuốc, lại thêm tinh nguyên của toàn nghề làm thuốc dẫn. Tẩy lễ một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại giữ chừng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới căn cốt. Rất nhanh quá trình tẩy lễ cũng bắt đầu. Ở Đại Hoang Sơn Mạch, Sơn Bảo xuất thế, điều này thu hút bốn đại chí tôn sinh linh tới tranh giành. Tôn Ngộ Không phiên bản to xác cùng với quái thú kỳ cùng giao thủ, mà trên không trung, Chu Tước cùng với Thôn Thiên Tước cũng đánh nhau. Trận chiến đoạt bảo đó khiến núi lửa tại Đại Hoang Sơn Mạch phun trào mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh sắp bị hủy diệt, mặt đất rung động và sắp bị dung nham nhấn chìm. Đây chính là thiên tai mà Liễu Thần đã nói trước đó. Không thể ở lâu thêm nữa, người dân trong Thạch Thôn đồng loạt thu dọn đồ đạc. Lúc này Liễu Thần lại có động tĩnh, đồng thời mở ra thông đạo truyền tống để di rời Thạch Thôn khỏi nơi này. Thời gian cấp bách, mọi người phải nhanh chóng hành động. Chỉ là quá trình tẩy lễ của Thạch Hạo vẫn đang trong giai đoạn mấu chốt nên thôn trưởng đành phải ở lại trông coi. Cuối cùng giai đoạn mấu chốt cũng tới, chỉ cần dung hợp tinh nguyên của toàn nghề nữa là thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, hang động lúc này sắp bị sập rồi. Vì tranh thủ thời gian, thôn trưởng đành phải ra ngoài liều mình một phen. Một hồi sau quá trình tẩy lễ cũng xong, đúng lúc vừa xong thì hang động cũng từ từ sụp đổ. Lúc này Thạch Hạo mới ngỡ ngàng, nãy giờ mải mê tu luyện nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không chờ đợi thêm, cậu liền nhảy lên lưng của Thanh Lân Ưng rồi cùng với thôn trưởng rời đi. May mắn vào phút chót, hai người cũng kịp tiến vào không gian truyền tống. Không biết trải qua bao lâu, mọi người cũng tỉnh lại, tất cả đều đã được truyền tống tới nơi khác. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác với Thạch Thôn trước đó. Nếu Thạch Thôn là một vùng đất sa mạc hoang tàn thì ở đây lại tràn ngập màu xanh, cây cối, thực vật sinh trưởng vô cùng tốt. Hiển nhiên là bọn họ đã không ở trong Đại Hoang nữa rồi. Người Thạch Thôn đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên tại Đại Hoang. Bây giờ Đại Hoang đã bị hủy, căn mạch cũng đã mất, cho nên đành phải ở lại nơi này. Đại Hoang đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, Thạch Hạo sợ phụ thân mẫu thân của mình ngộ nhỡ tới đón nên quyết định quay lại xem xét, đồng thời để lại bản đồ chỉ dẫn. Nói rồi liền cùng với Thanh Lân Ưng xuất phát. Trở lại Thạch Thôn, quả nhiên nơi đây đã bị phá hủy không thể tiếp tục sinh sống nữa. Vừa mới để lại ký hiệu thì mặt đất bỗng dưng rung động, thì ra động tĩnh này là do Tôn Ngộ Không bản tỏ xác làm ra. Vì bị thương quá nặng nên thân thể to lớn đã bị biến trở về bộ dạng ấu thể mới sinh. Thạch Hạo cầm trên tay thích thú, cậu quyết định gọi nó là Mao Cầu. Ở phía xa chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ tên Hỏa Linh Nhi.
thấy Thạch Hạo không hề biết lai lịch của nó nên Hoa Linh Nhi lập tức lên tiếng giải thích, đây chính là chú yếm. Nhìn thấy người xuất hiện phía sau mình, Thạch Hạo lập tức cảnh giác. Hỏi thăm tên tuổi thì đối phương không nói, hơn nữa lại còn muốn đoạt lấy chú yếm. Không quen không biết, tên tuổi cũng không nói, cho nên Thạch Hạo lập tức từ chối. Thậm chí còn gán cho Hoa Linh Nhi biệt danh nữ lừa đảo. Không thể thuyết phục, nàng ta quyết định dùng tình bích mua lại, nhưng Thạch Hạo quanh năm suốt tháng sống tại hoang mạc. Ngày bình thường toàn dùng sữa thú để đổi lấy đồ dùng, hoàn toàn không biết đến tiền tệ. Tình bích cũng là thứ lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên lập tức quay mặt làm ngờ. Hơn nữa nếu như đây thực sự là chí tôn sinh linh chu yếm, cậu nhất định sẽ mang về làm thịt. Sơn giã thôn phù quả nhiên không thể nói chuyện bằng lời. Hoa Linh Nhi lập tức dùng thực lực động thủ, chỉ là Thạch Hạo cũng không kém, sau vài chiêu giao thủ liền dễ dàng đánh bại đối phương. Tức giận vì bị ăn hiếp trắng trợn, hơn nữa lại không thể dùng lời nói để giải thích, Hoa Linh Nhi liền khóc lóc. Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng khóc lóc thì Thạch Hạo đã quay lại, đôi bên ngồi xuống tâm sự với nhau. Hóa ra mấy lời nói vừa nãy là đang trêu ghẹo Hoa Linh Nhi mà thôi. Nhìn vào mao cầu, cậu cũng biết được lai lịch của nó chắc chắn không đơn giản, nên muốn mang về thôn nhờ tế linh chữa trị. Hoa Linh Nhi nghe vậy càng thêm cảm khái, chính chu yếm đã góp phần hủy đi đại hoàng. Cậu ta không những không tức giận mà còn muốn chữa thương cho nó. Điều này làm cho cô nàng lại có một cái nhìn khác đối với Thạch Hạo. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì có một cỗ xe ngựa đi tới. Người phụ xe lại xưng hô Hoa Linh Nhi là điện hạ, hiển nhiên là thân phận nàng ta vô cùng đặc thù. Không ở lại thêm, Hoa Linh Nhi liền lên xe rời đi. Nếu lần sau gặp lại sẽ không nương tay nữa. Về phần Thạch Hạo, cậu cũng lập tức quay về thôn, đồng thời đem mau cầu cho Liễu Thần trị thương. Tính mạng của nó tuy không đáng ngại, nhưng thân thể sụp đổ, linh thức gần bị diệt, sao là thần uy khó khôi phục được. Đặc biệt là lai lịch của nó phải giữ bí mật, nếu không sẽ bị người khác dòm ngò dẫn tới tai họa. Xong chuyện, thôn trưởng đưa bảo cốt của toàn nghề cho Thạch Hạo. Nhân lúc hoạt tính phủ văn bên trong vẫn còn, cậu cần phải ghi nhớ toàn nghề bảo thuật này trong lòng. Cái này đối với việc tu luyện sau này có lợi rất lớn. Nghe tới đây, Thạch Hạo lần nữa hỏi về phụ thân cùng mẫu thân của mình. Cậu thực sự muốn biết, có phải bọn họ đã không cần mình nữa hay không? Đại hoàng cũng bị hủy rồi, bọn họ vẫn như cũ không xuất hiện. Nếu so sánh với Hoa Linh Nhi thì trái ngược hoàn toàn. Dù cho nàng ta có chạy tới chân trời góc biển thì phụ thân nàng cũng sẽ cho người tới để đưa về. Nghe những lời này, Liễu Thần cũng lên tiếng an ủi. Tung tích của phụ thân mẫu thân đều ở trong linh thức của cậu, chỉ là cậu lại chẳng nhớ điều gì nữa. Tuy nhiên muốn cưỡng ép mở ra linh thức cũng không phải không có cách. Nếu có thể đạt tới cực cảnh của bản huyết cảnh, nhấc nổi chiếc đỉnh 10 vạn cân này lên, tới lúc đó Liễu Thần sẽ trợ giúp cậu mở ra linh thức. Tuy cửa ải này khó gấp đôi người bình thường, nhưng nếu thành công thì vô cùng có lợi. Nghe vậy Thạch Hạo cũng không từ chối, cậu lập tức tiến lên thử một phen. Tuy nhiên còn chưa kịp tới gần chiếc đỉnh thì đã bị sấm sét của nó đánh bật lại. Thời gian tiếp theo Thạch Hạo đều miệt mài tu luyện, lúc rảnh rỗi liền cùng với đám huynh đệ đi chơi trong yêu thú. Sau nhiều lần bị lôi điện giật cho ngu người thì cậu cũng bắt đầu nhìn ra bí mật của toàn nghề bảo thuật. Toàn nghề bảo thuật cũng chính là lôi pháp chi thuật, tuy không thể nhìn rõ nhưng mượn nó để rèn luyện nhục thân cũng đủ rồi. Quả nhiên là có hiệu quả, nhục thân sau khi được rèn luyện đã mạnh lên không ít. Lôi điện từ đỉnh phát ra dần dần đã không còn tác dụng nữa. Cho đến một ngày, sự cố gắng của Thạch Hạo đã được đền đáp. Điều kiện mà Liễu Thần đặt ra cuối cùng cũng thông qua. Đã đến lúc mở ra linh thức rồi. Và tập phim tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!